Hello, xin chào cô chú và chị, các bạn quay trở lại với kênh của chuyên gia trên cãi khá là hay hước và nói chuyện khá là hay trong làng hài của sống Mỹ nha Và dĩ nhiên bữa nay mình sẽ nói chuyện gì đây, bữa nay mình sẽ cập nhật về cái thông tin mới nhất Về tiền, à tiền nói chung Đó là gì? Đó là ông Bernie Sanders với ông Josh Hawley Là hai ông thượng nghị sĩ, một ông Bernie Sanders thì bên đảng như chủ, Josh Hawley là bên đảng Cộng hòa Hai ông đó cùng đưa ra một cái đề sức một cái dự thảo để mà kèm vô trong cái uh, tề cái dự lực ngân sách là cho mỗi một người Mỹ hai, mỗi một trẻ uh, em dưới 18 tuổi là 500 đô. Giống như là cái Act mà hồi tháng 3 mọi người nhận được vậy đó. Wow! Yeah! Sắp có tiền rồi, sắp có tiền và yeah, sắp có tiền và yeah, tiếp tục sắp có tiền. Và yeah, dĩ nhiên sẽ sắp có tiền nữa. Cái này là nãy giờ là mình nói cho vui mình câu view chơi với tất cả là không có tiền ok please không có tiền à đừng mấy anh mấy chị nào coi thì nhớ coi hết video giùm mình ok mình nói rất là rõ ràng ở đây không có tiền cái này chỉ là một cái đề sức của hai ông đó thôi uhm. mọi người nên hiểu một cái mấu chốt cái mấu chốt ở đây mình muốn cho mọi hiểu là gì là hai ông đó không phải là người quyết định chúng ta có được tiền hay không cái người mà quyết định hiện giờ á là ông Mitch McConnell với bà Nancy Pelosi và cái quan trọng hơn nữa là gì hai ông bà đó đều phải đồng thuận với nhau cùng chung tiếng nói cùng đạt được thỏa thuận không? chứ bản thân hai người đó họ cũng không có thể đơn phương mà hành động được Ví dụ như giống như hai cái gói hỗ trợ đi hai cái gói đề xuất đi gói 908 tỷ với gói 916 tỷ Gói 908 tỷ á, nó có gia hạn tiền thất nghiệp extra 300 đô một tuần kéo dài 16 tuần Tức là kéo dài cả 4 tháng Thì bên Anh dân chủ với bà Nancy thì họ ủng hộ cái gói đó hơn Nhưng mà ngược lại Bây giờ đảng Cộng hòa với Mitch McConnell Thì ủng hộ cái gói bên Nhà Trắng vừa đề xuất cho bà Nancy tức là gói 916 tỷ Nó có tấm check 600 đô một người Nhưng mà ngược lại nó không có tiền gia hạn thất nghiệp À, Thành ra cái gói 908 tỷ á, thì đảng Cộng Hòa người ta chống Còn gói 906 tỷ á, thì đảng Dân Chủ người ta chống Thành ra gốc cuộc là hiện giờ không có không có cái gói nào hết Tất cả những gì mà mọi người nói Ở lộn tất cả những gì mà mọi người đang nghe nói hiện giờ Là mọi người nghĩ lại xem mọi người nghe được từ đâu Youtubers Câu view Ok Cái đó mình nói thẳng ra là vậy Thành ra không có tiền Thấy không? Không có tiền bạc gì ở đây hết á Mọi người có thấy bao giờ mà có ông Mitch McConnell này, ông đứng Ông ra một cái cuộc họp báo nào ông nói là ok tôi đã đạt được thỏa thuận với bà Nancy Pelosi chưa Không bao giờ có chuyện đó Ông có họp báo thiệt nhưng mà họp báo của ông là đổ thừa cho bên bà Nancy Và bà Nancy á Bà cũng có họp báo nữa Mỗi mỗi tuần bà đều họp báo hết Và mấy người khác của đảng Chính Chủ mỗi tuần mỗi ngày họ đều họp báo hết Nhưng mà gì Họ lại đổ lỗi cho ông Mitch McConnell với ông Tổng thống Trump với đảng Cộng Hòa hai bên chưa có hề đạt được thỏa thuận gì hết và nếu mà cũng chưa đủ sốc nữa thì vào ngày bây giờ là hạ viện người ta đã đi chơi rồi họ đã uh, đi chơi tới thứ ba thứ ba tuần sau á họ mới quay lại làm việc uhm. tức là từ đây cho tới thứ ba là không có bàn thảo gì hết á mặc dù là cái ông Joe Manchin hôm qua ông nói là ok bây giờ là họ soạn thảo đi hy vọng là thứ hai có thể trình ra vấn đề thứ hai quốc hội không có làm việc nếu có thì nữa, chỉ có phần nửa quốc hội làm việc hà chứ hạ viện người ta đi chơi thứ thứ ba rồi mọi người thấy vấn đề không? rồi chưa kể nó là gì bây giờ á là thêm hai hai ông là ông Bernie Sanders với ông Josh Hawley nữa hai ông đó trình ra một cái uh... <laughs> chính xác là hai ông đó đòi là phải quốc hội phải phải thêm cái điều khoản cho người dân một ngàn hai với trẻ nhỏ 500 vào một cái gói uh, chi tiêu À, vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó Trong khi hai ông đó không có quyền quyết định ở đây Và cái người quyết định á Tức là Mitch McConnell Ông không có đồng ý với đó Và dĩ nhiên ông cũng sẽ không đồng ý cái điều đó Tình uhm. Thành ra khả năng rất cao là gì Sau ngày 18 tháng 12 sắp tới đây á Thì dĩ nhiên á Là quốc hội Mỹ họ sẽ đi chơi nữa không? À, hoặc là họ nước Mỹ sẽ bị đóng cửa Nếu mà xui nữa nước Mỹ sẽ đóng cửa nhưng mà khả năng đó rất thấp tại vì cái trường hợp mà sở dĩ bữa nay nè mọi người nghe nói nhiều tới bernie sanders với ông josh holly là sao là tại vì hai ông đó bữa nay cùng với ông ông ron paul của bang kentucky mấy ba ông đó mỗi một người có một điều uh, ra một cái điều kiện như, như là ông ron paul thì ông uh, muốn cái dự luật quốc phòng nó phải có thêm cái điều khoản hạn uh, ngăn cấm tổng thống Trump giảm quân của Mỹ ở Afghanistan à Afghanistan tại vì làm như vậy thì sẽ tạo ra một cái khoảng trống quyền lực tại vì hiện giờ quân đội của Afghanistan không có đủ khả năng để mà kèm lại tụi khủng bố Taliban cũng như là một số lực lượng khác phải không thành ra nếu mà không có sự hỗ trợ của Mỹ là lập tức tụi kia nó sẽ nhảy vào nó lấy lại quyền lực ở Afghanistan thì cũng như không phải không giống như là trước khi Mỹ nhảy vào thì cũng như không Nói chung là bao nhiêu công lợi của Mỹ mấy chục năm qua đổ sông đổ biển hết mà ra là gì không được Còn cái ông Bernie Sanders với ông Josh Hawley là gì? Muốn có một cái gói hỗ trợ uh, Muốn uh, cho Stimulus cho, Nghiêng cho Từng uh, mấy chục triệu người Mỹ giống như là được Khe uh, sát gì đó, mỗi người ngàn hai hay không? Cho em thì Năm uh, Vấn đề là gì? Tất cả những điều kiện đó đều không uh, nó không có đạt được hết dĩ nhiên là gì trước tiên á, là bây giờ quốc hội mỹ người ta đã thông qua được cái cái gói ngân sách stopgap để mà duy trì thêm hoạt động chính phủ thêm một tuần nữa à, và ba ông đó có thể nêu điều kiện vào bữa nay được á, là tại vì theo quy quy định của stopgap này nè là để mà được bầu cái cái dự luật mà kéo dài hoạt động chính phủ thêm một tuần cần phải có được sự đồng ý của 100 thượng nghị sĩ đúng à, không thành ra nếu mà mấy ông đó mà phản đối á tức là quốc hội chỉ có chín mươi mấy người ủng hộ à thành ra mấy ông đó mới có thể dùng cái quyền đó vào bữa nay được nhưng mà tuần sau đó là ngày 18 tháng 12, khi đó đó duy trì chính phủ chứ thì không cần phải có 100 sự thượng nghị sĩ đồng ý nữa không à, chỉ cần hạ viện người ta thông qua sau đó Mitch nào đưa ra thượng viện người ta thông qua vậy là đủ rồi đủ đủ rồi thành ra là ba cái điều kiện của ba ông đó là không còn cần thiết nữa <laughs> thành ra là cái cái quyền quyết định cuối cùng nhất á nó cũng nằm trong tay ai ông Mitch McConnell ở dưới bà Nancy Pelosi à mọi người thấy không nhưng mà nãy giờ mình mở đầu cái câu chuyện mình cho mọi người biết uh, là sao là chẳng qua là tại vì mình muốn nói mình trước tiên đó là mình thêm một chút hài hước trong đó thứ hai nữa là gì mình muốn cho mọi người thấy được cái sự bánh vẽ trong đó à, để nếu như mọi người tưởng tượng xem nếu mà mình không làm như vậy á là chắc chắn mọi người đã nghe được những câu wow tính vui người mỹ sắp có tiền rồi tiền sắp về rồi bà con ơi ông bên này xin được rồi tiền rồi vân 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 và vân vân đúng không mọi người thấy đúng không vậy vậy mọi người có thể comment cho mình biết là cái từ sắp đó mọi người đã thấy đã nghe được bao lâu <laughs> từ đầu năm tới giờ nước Mỹ chỉ có một lần stimulus check tức là hồi tháng 3 tới bây giờ là tháng 12 luôn rồi 9 tháng qua là bao nhiêu ông bao nhiêu bà đã đề xuất đâu cỡ hai ba chục cái dự đề, đề xuất gì đó nhưng mà gốc cột sao không có đồng bạc nữa tại vì mấy ông mấy bà đó là bao gồm có ông, ông Bernie Sanders bao đừng có nói chi là Bernie Sanders cho dù bà Nancy Pelosi cho dù nguyên cái đảng dân chủ luôn cho dù bất cứ ai cũng vậy hết á À, họ có đề xuất gì nữa chúng ta cũng không có tiền đâu ok tại à, đơn giản là gì họ không có quyền quyết định ở đây à, họ không có thể tự một mình mà quyết định được cái người mà có thể quyết định hiện giờ á là Mitch McConnell à, nhưng mà dĩ nhiên Ông không bao giờ ổng lên tiếng ủng hộ cái điều đó hết thành ra cơ bản mà nói chúng ta tiếp tục chờ tiếp <laughs> nhưng mà cũng hy vọng là người dân mỹ sớm có tiền ok finger cross thôi video đã dài hẹn gặp mọi người những video sau nha Thank chiều bye bye